Xin chào mọi người nha. Hiện đoàn Phật tử Chùa Đỏ chúng mình đang có mặt tại Bái Đính. Bây giờ là đang rước nước tại tại đây hồ này là hồ gì? Bác ơi, hồ này gọi là hồ gì bác? Hồ này gọi là hồ hồ Đầm Thị. Hồ Đầm Thị. Đàm Thị à? Vâng. Hồ Đàm Thị. Hiện tại đoàn Phật tử Chùa Đỏ chúng mình đang có mặt tại hồ Đàm Thị làm lễ rước nước tại lễ hội Bái Đính nha. Không biết nữa. Chắc bà em nghe thông tin được thì bà nên nhanh nhá. Đây là đâu? Tôi đứng không lên xe chờ đỏ đã thấy bà ấy ngồi từ dưới cái cường lên không bà ấy làm xe à, chắc bánh lông chùa thắng thì đã đúng rồi ui xe đi bài đinh xèo không cứ gửi xe ở đây đấy thanh các cô các chú đặt đến là bảo thanh gì đây là bác bảo gì bác bỉ bác bỉ bắt được. Đây Thúy đây. Thúy đây này. Thúy hai tay đang cầm hai bát bảo à? Bát bỉu à? Bát bỉu. Chào bác Tiến, chúng em đang ở lễ rước nước của hội Bái Đính anh ạ. Đây là đang bắt đầu đây. Hôm nay thời tiết phù hợp. Nói chung thời tiết năm nay quá đẹp. Đông quá. Thơm nhà cháu từ Chùa Đỏ lên ông ơi. Phật tử của cụ Thích Minh Quang. Đây là Phật tử của Chùa Đỏ của vâng, của Phật tử Chùa Đỏ đây. Mênh mông non nước Ninh Bình. Quá đẹp luôn, Ninh Bình mình đẹp nhất. Có gì đi đâu, có hình ảnh của con mà đi chỉ lo cho mọi người tặng xong. Đúng rồi. Ăn nó đi. Đúng vậy. Đang phát trực tiếp đi nha bác nhá. Đây là bác lái đò của anh em mà cười không chúng ạ? Mình. Cứ nhìn rằng ra mà cười như nãy chứ. Sợ quá. Gặp Phật tử này thì bác lái đò cứ ra người được con gì đâu mà. Cười mà không nghe răng ra thì ai hỏi bảo cười không nhỉ? Cứ nhìn thấy răng là được. Răng mèo thì phải khoe ra chứ. Xem hàng có được lên thuyền không? Chưa nhìn thấy. Thế mà cầm cái này là được lên thuyền đấy. Đâu mà lúc cái ông ấy lại lấy cho cái bà nào thế? Lưng bà kêu đau lưng lắm là một cười. Ừ. Mà nói thật là bà già thì đi làm gì? Các bà già, các bà đi, các bà quay TikTok đi các bà. Các bà dạo này thời đại 4.0 các chào bà. Nguyễn Diệu Thúy nha. Các cô đang ở rước nước của Bái Đính đây. Lễ hội Bái Đính. Đây, đây là chủ của Phật tử Chùa Đỏ chúng tôi. Đây là Thúy Vũ chứ không phải là Diệu Thúy nhá. Họ chưa đánh trống để đi nhỉ? Chưa. Quay cả người lái đò lên đi, để đưa lên truyền hình. Có chứ không? Đầy đủ à? Đầy đủ. Đấy, trông nhìn kia đã thấy đẹp rồi, chưa nói gì. Không, cho các bạn kia mình cũng được một thuyền kìa. Đúng là ưu tiên trẻ con nhỉ? Ừ, dạ. À, đi với, đi với ông chỉ đạo. Đấy. Còn chị Nga. Đấy, bạn ấy ưu tiên là... Ừ, để ông ấy cần lại thuyền chứ nữa chứ. Dạ. Không phải máy đây, không phải thuyền máy đây. À, thuyền máy đó. Lúc giờ thấy có cái cờ, có cái cờ Phật đâu nhỉ?
Cơ Phật thì bảo là cơ Phật đừng để dưới đây. Cơ Phật đừng để vậy à? Ở đây hàng kia. À. Đang lo cho con em. Vui lắm Thúy ạ. Đang còn chưa bắt đầu rước nước đây, mới có đang dồn ra giữa hồ. Lịch sử từ ngày có chùa đến nay, bắt đầu hôm nay mới có ngày. Hôm nay mới có lễ hội rước nước à? À thế ạ. Mình quá hên này, mình có duyên rồi. Mình được gieo duyên rồi. Lần này là có rồng, có lân. Cái bà này bà có bảo tháp. Thấy chưa? Đấy. Chị Thắm ấy thế. Không không, bà bên cạnh là không không có ai cả. Ừ nhưng mà chị Thắm đang cầm cả. Bây giờ hai cái mỗi bên hai thôi ạ. Bên trước này. Bên này. Bên trước này. Mình này đã đi dắt sát rồng lân đúng không? Thoát các cụ ù đấy sướng quá. Sao rồng lân bắt hình đến cả. Không phết nhỉ? Bà đi chiều đó hai chục anh. Bà phải biết cái là con tôi đang quảng bá cho chào Duyên Duyên ở Bay Đính Duyên ơi. Chào Lê Nhài nhá. Chúng mình đang ở khai mạc lễ hội Bái Đính, đang lễ rước nước nhá. Đang quảng bá thương hiệu. Các bạn cứ theo dõi chúng mình. Bây giờ còn đang chưa bắt đầu đâu. Cảm ơn em. Chúng mình là Phật tử của Chùa Đỏ nhá. Chấm đi xem nào. Chấm đi nào. Thở một vòng xem nào. Đấy, cần phải giữ xong mà cảm nó mới quay. Ừ. Kìa, ai 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 hôn nhau. Những cái áo phao kia là cởi hết ra kìa. Vừa lên thuyền thì bắt mặc. Lên thuyền thì bắt mặc ạ. Giờ đấy bác cởi, cởi chứ. Từ từ đã, là. Mấy cái bài kia không mặc về. Đi thẳng hàng nhá, lấy đồ nhá. Và đúng đang mặc áo này thì cởi cởi ra mới đẹp đúng không? Đúng rồi. Để đi bắt vào có phao. Khổ lắm. Cởi áo phao à. Chào Lý Thủy nha. Đẹp bác ạ. Tôn trọng đi. Chúng mình đang đang ở lễ rước nước của lễ hội Bái Đính. Thủy ơi kéo một cái tay ra tay Thủy ơi. Rồi. Rồi. Chúng mình là đang ở lễ hội rước nước của đèn Bái Đính này. Wow. Của chùa Bái Đính, quên quên. Xin lỗi, sorry. Chùa Bái Đính. Đây. Đẹp chưa? Chúng mình đoàn Phật tử Chùa Đỏ chúng mình là được bám sát rồng lân luôn nhá. Rất là vinh dự. Sau rồi mới đến cờ. Đúng rồi, Lê Nhài. Cảm ơn em. Đây, đẹp chưa? Đấy, đoàn chúng mình đã đi đầu tiên đây này. Còn cờ là phía sau nhá. Ôi giời, còn có cả cái đội mũ Ngọc Hoàng kia nữa kìa. Ông chủ tịch tỉnh à. Ôi giời, vâng đây là chủ tịch tỉnh nhá, đóng. À, ông chủ tế à? Ông chủ tế mình bầu là Ngọc Hoàng. Thôi rồi. Quá đẹp. Tí lớp vào livecam hay là đến mình ngửa mặt lên nhá. Thì nó mới nhìn có vào livecam mà. Thì nó hỏi mới nhìn thấy mặt mình. Đúng rồi, mình phải chào.
ốm mãi không khỏi Thúy ạ. Con từ mùng 1 cái gì? Quay đây từ trước, trước Tết 5 ngày. Uống chú Hồng tiêm 4 ngày. Hôm đi múa mừng thọ thì biết 1 giờ đêm còn dậy uống 2 ngày thuốc không? Đây bảo tiêm cho nó nhanh khỏi, lên là 30 Tết xuống lại xuống chú Hồng tiêm tiếp. Này, đẹp chưa? Mênh mông non nước của Linh Bình mình đây. Chào Nguyễn Vân nha. Cô đang ở lễ rước nước của hội Bái Đính đây. Đoàn Phật tử Chùa Đỏ chúng mình rất là lịch sự. Được tiếp sát với lễ lân rồng luôn. Vinh dự nhất là đoàn Phật tử Chùa Đỏ chúng mình đây. Vui lắm. Trời ơi. Phật Lê Cam đến đây đã thì mình cứ chào. Đang ốm nhưng mà cứ cười thoải mái nhài ạ. Đâu Phật Lê Cam đâu. Chào Phật Lê Cam. Chúng mình là Phật tử Chùa Đỏ đây, chào Phật Lê Cam. Không mưa năm nay, Tết năm nay quá đẹp luôn. Hình như bên Ngọc ngồi không đẹp đấy nhờ. Ngồi không thẳng nhau đấy nhờ, cái cao cái thấp đấy nhờ. Ồ, đẹp lắm. Đấy, đoàn Phật tử Chùa Đỏ mình rất là vinh dự. Được bám sát với lân rồng của đoàn, của trưởng đoàn luôn. Đẹp chưa? Đó, đẹp chưa? Đấy. Quá đẹp mênh mông luôn. Thấy chưa? Nói cái hồ gì xong lại quên tiền. Hồ đàm gì? Hồ đàm gì nhỉ? Hồ đàm gì? Thi. Hồ đàm thị. Đàm. Đàm thị. Đây là hồ đàm thị. Nói xong lại quên. Thôi ấn luôn là bài lúc cho nhìn mới nhớ. Ấn luôn lên bài. Quận đẹp chưa gì nhìn lên sau kìa. Đẹp, quay rồi, quay rồi. Quay quận đây thôi. Người ta quay hết rồi. Cứ kệ ông đó công chỉ đạo kia mà. Đấy, đẹp chưa? Quận sau đẹp chứ gì. Đẹp. Đẹp ơi là đẹp này. Tuyệt vời ông mặt trời luôn. Kia là ông chủ tế kìa, mình bảo là Ngọc Hoàng, nhưng mà bằng ông là chủ tế các bạn ạ. Mình thấy ông ấy đầu mũ ông Ngọc Hoàng, mình bảo ông Ngọc Hoàng và bằng ông chủ tế. Nhưng nó lại lên xí cái con ấy, bảo mỗi người cầm một cái con mà bằng không biết, mình không nói khoác mà bằng không biết. Nhà bác cũng ba người. Ban lộc cho. Đấy. Nhất Ngọc với Hằng. Ghen tị. Nó
ngồi trên xe nó nói như thế này. Ghen tị quá. Đi nhỉ. Chắc 2 phòng hoặc 3 đấy chú ạ. Chắc là 3 5 7 chứ. Khi nào mà dừng mà lấy nước. Đúng rồi. Nó phải vào nghi thức đã. Đang tập duyệt. Đây còn đang là đúng rồi, còn đang duyệt. Đang tập. Đang tập đấy. Xong khi nào mà múc nước đi lên mới là hết. Chính thức bắt đầu nó chào cam cái gì cam gì nó đi. Cam đi lâu rồi, chào lúc nãy rồi. À, có khi là rước nước thì tưởng là ông ừ. Có sự cụ chứ đúng không? Ừ đúng rồi. Xem bao giờ con quan tâm như đúng rồi. Xem cổ này bao giờ con thu mà đấy thuê ừ. Bằng vậy ừ. Là ai thu cứ tự đặt phần con ví dụ như có người có ý thì phải đặt hầu như là người ta không có ý người ta cứ chia đều này đi cái bà này bà cũng cứ chia đều luôn cho con mỗi người 9.000 trong khi đó nếu mà con đi con xem mình là giá hơn chứ còn gì nữa không có người dẫn mình không đặt lắm có phải chịu gì đâu người chia cho mình đúng cái giàu luôn người 9.000 người bà cũng chia đều vậy à không được. Đi hội nào chả vậy, chủ là chủ hội làm gì mất tiền những thứ đấy. Thật, mà còn lo cho cả đoàn chứ. Bao nhiêu phòng còn hơn tất cả còn hơn cả lần trên đường quốc lộ. Đẹp, đây, đẹp chưa? Quốc lộ còn lượn hơn cả trên đường quốc lộ. Con rể nhà mình đang xem. Mẹ đang ở trên Bái Đính dự lễ hội khai trương lễ hội chùa Bái Đính rước nước nhá. Tại hồ Đàm Thị. Bây giờ nhớ rồi. Lúc nãy quên. Coi là lễ đoàn tập duyệt là xong rồi đấy. Bây giờ là chuẩn bị mới vào lễ chính đúng không? Đồng lên luôn. Rất là vinh dự cho Phật tử Chùa Đỏ. Phóng viên giờ mới xuống cái này. Phóng viên giờ mới xuống là họ mới quay phim đấy. Thank you.
chưa tròn nhá. Thank you.
mình có mặt ở trên truyền hình Ninh Bình đấy. Các kênh nha. Chào Nguyễn Vui nha. Chị cả cánh chị là đang ở trên Bái Đính. Hôm nay là lễ hội khai mạc hội Bái Đính. Đang dự lễ rước nước đây. Bây giờ mới đang đang bắt đầu xuống, chưa thượng tọa chưa xuống. Chắc là còn đang lượn vài vòng nữa. Không, đây bình thường. Say thế đấy ông ạ. Đi như này. Các chị là hội Phật tử từ chùa Đò. Đây đang bám sát lân rồng. Mệt, mệt rồi. Lễ rước nước của lễ khai hội chùa Bái Đính em ạ. Đấy, phải ngang hàng nhau. Giặt ra, chưa được, chưa được. Người ta còn chưa cho lên. Đúng rồi. Có khi đến trưa chưa? Càng lâu càng tốt. Càng lâu càng tốt, mình cứ ở Duy Tuyển đi. Vậy à? Vâng. Kém thế. Đã say xe thì lại còn say cả sóng này. Sáng uống thuốc chưa? Vậy sao còn hóng nhảy xuống xong ở trên bờ. Xong ở trên bờ lại còn cứ thích xuống. Ôi ôi, khi nào lại biểu phim lên được rồi. Trên lễ hội rước nước của chùa Bái Đính đây. Hôm nay là khai hội. Ờ, đẹp lắm quý ạ. Hôm nay là đoàn Phật tử chùa Đò rất là vinh dự được bám sát với lại đoàn đầu tiên của hội của Rồng Lân dẫn đường. Mời dám được lên đó. Bây giờ mới mấy giờ bà? Bây giờ 8:20. Cứ đi đi. Cứ bao giờ đẹp là hợp cho lên. Người chèo người ta chẳng lo cho người ngồi. Thật. Đẹp lắm cô Vui ạ. Đầu năm năm mới phấn khởi quá. Thỏ bé giờ mới được giữ cái lễ rước nước này này. Đúng cái thỏ bé đấy giờ đấy. 61 tuổi đời. Năm nay bước sang tuổi 62 mới biết cái lễ hội rước nước. Con vẫn còn hay đi. Hay đi khai hội năm nào. Đây, cái bạn phải lấy cam đến đây đi. Rồi quay chúng mình. Chào cam. Chào cam, đấy cam đến đây là chào cam. Hai cam nhá. Hai cam. Chào Phạm Toàn. Lấy cái dây vào buộc ông ạ. Ông chỉ đạo lúc nãy ông ấy bảo là cách nhau 1 mét đấy. Đây, Phải Lai Cam đang đến rồi. Xin chào Phải Lai Cam này. Sắp quay đến đây rồi. Hai cái, một cái quay trên, cái quay dưới. Chào bạn nhé. Đến đây là chào bạn. Sang đây đấy. Mấy khi mới được chào các bạn. Mấy khi được lên truyền hình. Mấy khi thật. Mấy khi được lên truyền hình. Đúng rồi, đã lắm cô Vui ạ. Để cam chậm, cam chậm. Ờ. Thời tiết thì quá đẹp nhỉ. Không nóng, không lạnh.
Đấy, phải hai hàng. Đấy, tớ đây cậu nhá. Chào bà Lê Cam nhá. Bạn quay đoàn Phật tử chỗ đó chúng tới nhiều vào. Quay sát đi, quay sát. Ừ. Quay sát lên rồng. À, cái năm khai hội Tràng An có một con cam mất. Vậy à? Sao lại phải đi dò? Chắc rơi xuống núi. Vướng. Xin chào. Đây nhá. Xin chào, xin chào. Xin chào. Thu. Ồ, chào em nhá, Thu nhá. Ồ, chào Đỗ Trung nhá. Đang tạm nghỉ, lát nữa các bạn sẽ xem tiếp nha. Xin chào.